Vâng, cây xanh Đông Sơn xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến mọi người một cái khuôn viên có rất nhiều cái chậu cây xanh, mà mỗi một cái chậu này nó đã có tuổi đời ít nhất là tầm 20 năm. Bởi vì tôi nhớ là năm 2003 là tôi đã vào đây và đi học trong này, thì tôi đã thấy rằng bác tôi đã làm những chậu này. Và đây những chậu bám đá đấy, rất là bệnh rồi. Là đều đã được làm các cái cốt cách thế dáng rồi. Giờ nếu như mà chúng ta về là chúng ta sẽ chỉ việc là chơi và cắt tỉa để nó dày tán hơn. Đây, những chậu như thế này. Trong cái điều kiện là hơi thiếu ánh sáng cho nên là cái cây, các cái chậu nó không được phát triển được mạnh. Tuy nhiên thì cốt cách của hồn cốt nó có sẵn hết. Đây, bộ rễ, hòn đá. Cái cây hòn này nó phải tầm cỡ 3-4 tạ. Có khoảng gần 100 chậu như thế này ở trong đất Quỳnh Lưu, Nghệ An. Có nhiều hòn đá rất là đẹp. Thì càng để lâu thì đá và cây càng giá trị. Đá thì ngày càng khan hiếm, việc khai thác không còn dễ dàng như trước nữa. Cây thì càng để lâu càng già, càng có tuổi, nên đảm bảo yếu tố cổ kỳ mỹ. Như hòn đá này khá đẹp. Hòn đá này đẹp. Dài cửa 15 cây thôi. À, yeah. 15 cây phiên đường. Và nó hơi cớm nên nó cũng không tốt lắm. Đây này. Đây đẹp. Đây cây này rất đẹp luôn. Chào mời trồng lươn. Trong này còn có một số lượng cây nữa. Quý vị và các bạn có cái khuôn viên công sở hoặc là có nhu cầu cần cây cảnh, cây xanh bám đá thì hãy liên hệ với công ty cây xanh và xây dựng Đông Sơn chúng tôi để chúng tôi có những tư vấn cũng như là những cái sản phẩm để phù hợp với túi tiền và nhu cầu của các anh chị. Đấy, những cây này đã có hồn cốt cách đá đầy đủ hết rồi. Giờ chỉ việc nuôi và chơi thôi. Yên tâm, cái bộ bệ nó đã rất là mịn rồi. Đấy, dễ, rất mịn. Nói chung là có hồn cốt hết rồi. Đấy, để được cái bộ rễ mà nó bệt như thế này
thì không dưới 20 năm đâu các đồng chí ạ, các anh chị ạ. Nên là những cái gì nó diễn ra hiện thực, tôi đang quay rất chân thực đến cho các anh chị. Các anh chị hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0976 609 399. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Đấy, Giang Long.